Sáng ngày 19 tháng 8 năm 2021, huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức hội nghị cho ý kiến vào phương án phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đàm Hữu Khanh, phó bí thư thường trực huyện ủy, các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy. Nhận định tình hình dịch bệnh trong thời gian tới, dịch bệnh vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo. Căn cứ pháp lý và thực tiễn, để sẵn sàng đáp ứng hiệu quả trước tình huống ghi nhận số lượng lớn ca mắc, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng phương án phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Căn cứ phương án của tỉnh, Vĩnh Tường xây dựng hai tình huống. Tình huống 1 tương ứng với cấp độ 3 và mức độ một của cấp độ 4 của tỉnh, trên địa bàn huyện xuất hiện 1 đến 50 ca nhiễm. Tình huống 2 tương ứng với mức độ 2 của cấp độ 4 của tỉnh, trên địa bàn huyện xuất hiện 51 đến 170 ca nhiễm. Thảo luận tại hội nghị, về cơ bản các đại biểu đều nhất trí với phương án phòng Chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Một số đại biểu đề nghị bổ sung thêm phương án cách ly, điều trị tại nhà, công tác chuẩn bị nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, công tác tổ chức giãn cách các thôn, làng, tổ dân phố khi phát hiện có dịch. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện ghi nhận, đánh giá cao ủy ban nhân dân huyện trong công tác chuẩn bị phương án phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện cần tập trung giả soát lại toàn bộ các nội dung của phương án phòng chống dịch COVID-19 một lần nữa, trong đó kiểm tra lại nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, vật tư tại các khu cách ly, bổ sung phương án cách ly, điều trị tại nhà. Sau khi hoàn chỉnh phương án, đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nguyễn Xuân Quang yêu cầu phương án cần xin ý kiến tham gia của Sở Y tế Vĩnh Phúc để khi ban hành.